cái này là mình đóng. Này quay lúc mấy giờ cô? Mới quay được lúc 2:30 thôi. Người ta làm cho mình hay là mình về đây mình làm? Mình họ làm chứ. À, về mình chỉ xuyên qua quay thôi hả? Họ làm lâu rồi đấy. Mày nướng bao lâu là chín? Mình tính đến tới chiều luôn. 3 giờ. Chiều luôn. Quay cái này cũng 2 tiếng đồng hồ. Vàng nó đẹp đúng không? Đi trên này nè. Đeo đủ dây nữa. Không cần tới đâu, biết hai chân chặt là tới kẹp, trước kẹp rồi mà.